Xin chào quý khán giả đang xem chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Việt Face TV Úc Châu hôm nay à, Mong rằng quý vị đón nhận được nhiều thông tin bổ ích Để cuộc sống của chúng ta luôn vui khỏe nha quý vị Thưa quý vị thì hôm nay chúng ta hân hạnh được tiếp đón Dược sĩ Lan Khánh Lê Vũ chào Dược sĩ Lan Khánh à, Lan Khánh xin chào à, Lê Vũ Và Lan Khánh cũng xin chào à, toàn thể quý vị à, khán giả của Đài à, Thưa chị Lan Khánh trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay xin chị lan khánh cho biết đôi nét về uh, chị đi chị là dược sĩ thì mọi người rất là nhiều người viết chị cho biết thêm đôi nét à, nữa về chị đi thì, thì lan khánh làm cái công việc dược này cũng được uh, 10, chắc khoảng mười hai năm yeah. uh, uh, lúc đầu thì làm uh, uh, toàn thời còn bây giờ thì uh, bán thời yeah. rất là bán thời bởi vì gần uh, sau này lan khánh đã làm thêm những cái việc khác là chẳng hạn như về um, sức khỏe tâm thần đó ừ. thì Lan Khánh đã làm được 11 một năm yeah. về sức khỏe tâm thần và còn mới đây nữa thì Lan Khánh làm thêm một việc mới đó là sức khỏe phụ nữ yeah. <laughs> là bây giờ thành ra giống như tiếng Anh họ nói là người mình đội nhiều cái nón đó yeah. là làm cũng hơi hơi <laughs> hơi đa ra à, nghệ. Ừ. Yeah. Nhưng mà tất cả đều những cái đó cũng đều về sức khỏe hết thì rất là tốt. Đúng rồi. Bởi vì chương trình của chúng ta ở đây là sức khỏe và đời sống, cho nên chị Lan Khánh đến với chương trình này thì rất là thích hợp. Với chị ừ. Lan Khánh thì với cái vai trò là dược sĩ đó, thì như chị đã biết thì trong những tháng vừa qua, đặc biệt là những tuần vừa qua nữa, thì cái đại dịch corona nó làm cho mọi người trên thế giới rất là lo lắng hoang mang, mà đặc biệt người Việt tại New South Wales của chúng ta thì mới ngày hôm qua lại có tin ở bệnh viện Liverpool cũng đang đang bị có người bị nhiễm bệnh ừ. rồi Liverpool Westfield nữa Liverpool thì rất gần với cộng đồng người Việt chúng ta nếu mà chúng ta không đưa những chương trình này lên để mọi người xem và để mà chúng ta cố gắng tránh đó, thì rất là nguy hiểm cho người Việt chúng ta mà có khi chúng ta đưa những chương trình này lên hoài thì có một số quý vị nói biết rồi nhắc hoài <laughs> nhưng mà khổ quá khổ quá nói mãi nhưng, nói mãi nhưng mà phải nói là cái câu rất là hay đó là mưa dầm thấm đất phải nói hoài thì chúng ta mới ý thức càng cao và càng thực hiện nhiều hơn bởi vì lê vũ cũng thấy nói hoài như vậy đó nhưng mà cũng rất là nhiều người bước vào một cái phòng mạch đó hay là bước vào những cái chỗ nào đó cái chai nước rửa tay sẵn đó mà cũng không rửa rồi cứ hai ba người cứ đứng tụm tụm lại với nhau đó là những cái điều đó mà nó cứ làm cho cái bệnh dịch corona này cứ tăng dần tăng dần tăng dần và bây giờ đã đến gần chúng ta lắm rồi ừ. thì thưa dược sĩ Lan Khánh với vai trò là dược sĩ thì chỉ cho biết là dược sĩ có thể giúp được gì để mà trong cái trong cái trận đại dịch corona này ạ à lan khánh nghĩ là hay là mình nói trước là cái ảnh hưởng yeah. cái, cái ảnh hưởng mà mình thấy được trong cái cộng đồng như thế nào yeah. qua cái công việc làm của lan khánh yeah. thì sau đó mình mới nói là từ cái sự ảnh hưởng đó thì yeah. bây giờ mình sẽ giúp đỡ họ như thế nào yeah. hoặc là họ cần phải tất cả mọi người sẽ nên có những cái uh, cái um, hiểu biết gì thì nó tốt hơn dạ, ha đúng rồi dạ. dạ thì chị thấy là cái đại dịch corona này ừ. nó ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta như thế nào ừ. ok thì trước tiên á, lan khánh sẽ nói về cái uh, cái nhận xét của lan khánh uh, với cái vai trò là một dược sĩ dạ. ha thì uh, giống như những cái ngày tháng đầu tiên mà khi dịch mới nổ ra thì uh, chẳng những ở trong cái những cái việc thuốc men yeah. cái việc cung cấp thuốc men mà nó cũng tương tự giống như là những cái thực phẩm vật phẩm khác chẳng hạn như là giấy vệ sinh quý vị cũng nghe rồi đúng không yeah. và và cũng như là những cái thứ khác chẳng yeah. hạn như là nước rửa tay rồi có rất là nhiều thứ nó yeah. đồ sát trùng là nó đều đều bị người ta gọi là panic buying đó đúng không yeah. có nghĩa là sợ quá mà mua để dành đó chứ thật yeah. ra không chưa cần tới yeah. thì thuốc cũng vậy thì lúc đó là thuốc nó rất bị thiếu, yeah. thì cho nên mà khi có khi á, bà con mình đi mua không phải vì 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 thiếu đúng rồi đó là mua bởi vì sợ muốn dự trữ có khi có những người mùi mua là để đó mà không biết chừng nào xài có thể là hết hạn luôn nữa yeah. và làm cho lúc đó đó bởi vì nó mới xảy ra chính phủ chưa kịp có những cái biện pháp hỗ trợ hoặc là cái cái những cái quy định mới yeah. thành ra là À, người ta có thể đi kiếm khắp nơi người ta mua xong rồi khi cái người khác cần đến mua à, thì lại không có, không có mà vậy. khi người ta không có mà nhất là bệnh nữa yeah. đúng không cái này yeah. không phải là giấy nữa yeah. mà cái này là bệnh, bệnh rồi, yeah. thuốc nó chết rồi tôi xuyển mà không có thuốc yeah. uh, Ventolin yeah. thì tôi làm sao đây thế là người ta à, có khi là cho con nữa con con nít ở đây bị xuyển rất là nhiều thì lại người ta sợ rất là sợ hãi và và như vậy nó làm cho nó tạo nên một cái làn sóng sợ hãi yeah trong cộng đồng rất là nhiều yeah. à, à, và thật ra mà nói có những thuốc nó sẽ bị nó sẽ bị thiếu nó sẽ bị thiếu tại lý do là ví dụ như thường lệ họ sản xuất bao nhiêu đó yeah. và bây giờ tự nhiên là đột ngột nó cái cái nhu cầu nó cao thì người ta không có kịp sản xuất yeah. à, nhưng không có nghĩa là à, từ từ họ không đáp ứng được mà họ cũng sẽ đáp ứng được yeah. rồi rồi thêm một trường hợp nữa là chẳng hạn như à, tiệm mỗi tuần thuốc tay họ chỉ giữ một cái khoản nhất định yeah. tự nhiên bây giờ không đủ để cung cấp tại cái cầu nó cao quá yeah. thì thành ra um, khi mà người ta phải chờ thời gian để nhận hàng vào thì bà con thấy là ủa chết rồi sao mua mà camas không có yeah. như vậy là có vấn đề thế là họ càng sợ hãi thêm. thêm thì à. nói chung là cái cái lan khánh nhận thấy được đó là cái sợ hãi yeah. à, và trong thời gian gần đây thì lúc mà cái dịch nó tương đối ổn thì và chính phủ đã có những cái biện pháp yeah. à, cụ thể hơn chẳng hạn như là dược sĩ không được bán quá một tháng nữa, à. ai mua sớm quá không được bán nữa yeah. và tiệm này nó liên với tiệm kia, yeah. không có được là giống như mình đừng nghĩ là mình mua tiệm này xong rồi mình chạy đi khắp ra hay mình chạy đi bên sao mình mua là người ta không biết yeah. thật ra người ta biết tại vì hệ thống computer nó yeah. nó nói chuyện với nhau yeah. cho nên là mua sớm quá thì không được bán yeah. thì cho nên nó cũng có một cái sự ổn định thị trường một chút cho nên thời gian gần đây cái vấn đề sợ hãi trong việc mua thuốc men có vẻ nó đã tạm lắng xuống yeah. thi nhiên một điều nữa lan khánh để ý thấy là trong cộng đồng á châu của mình thì cái sợ hãi đó có vẻ nó nhiều hơn đối với trong cộng đồng của người À, ừ. dư ừ. dân khác cũng dân như khác là đúng. người bản xứ, yeah. ừ, cái đó là cái điều Lan Khánh quan sát và thấy được trong cái vai trò mà đứng bán ở tiệm thuốc tây yeah. dược sĩ của mình. Dạ, yeah. ừ. chị Lan Khánh nói đúng rồi đó. Nhớ mấy tháng trước khi mà cái đại dịch vừa bắt đầu đó thì đi đến những tiệm thuốc tây thấy ghi cái chữ là khẩu trang mask cũng không còn, nước rửa tay hand sanitizer cũng không còn ừ. và giấy vệ sinh cũng không còn rồi những cái thuốc trị cảm đồ đó người ta cũng lật đặt người ta mua dự trữ cho nhiều tại người, ta, người ta nghĩ là những cái triệu chứng này bắt đầu từ ho sổ mũi đau cổ họng đồ thì có người bạn mua nhiều lắm bây giờ nó người bạn đó lật đặt kêu những người khác để tặng xài bớt phụ chứ nếu không hết hạn dạ không thì hết hạn còn những người nào mà tiếc tiền quá cứ để đó rồi đợi hết hạn mà mà vẫn dùng đó thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe cái đó là chúng ta nói về lĩnh vực y tế thôi chứ còn mà bên ngành bên thức ăn thì còn còn, còn quá chừng nữa cũng mua dự trữ nhiều lắm à, thưa chị Lan Khánh thì Lê Vũ biết là Lê Vũ cũng giống giống như chị vậy đó làm bên sức khỏe cũng làm nhãn khoa optometrist rồi cũng làm audiologist bên thính giác nữa thì Lê Vũ cũng biết là chị ngoài dược sĩ ra chị như nãy chị vừa trình bày là có làm bên sức khỏe tâm thần, sức khỏe phụ Đấy. nữ, ừ. thì bên những cái lĩnh vực lĩnh vực cũng rất là gần với cái y tế như khỏe. vậy đó, ừ. về sức khỏe và đời sống như vậy đó, ừ. thì chị thấy những cái lĩnh vực đó nó, nó ảnh hưởng như thế nào về cái đại dịch corona này chị? Ừ. Ừ. Thì... <laughs> À, khi khi mình ở đâu thì mình thấy cái cái vấn đề đó chẳng hạn yeah. giờ mình ra phi trường thì mình thấy người ta đi du lịch yeah. mình ra chợ thì mình thấy nhà hàng cà phê thì mình thấy người đến đó yeah. thì thì lan khánh làm ở cái lĩnh vực uh, khác á, thì mình thấy một cái góc cạnh khác yeah. của cái vấn đề mà uh, cái dịch bệnh này nó ảnh hưởng như thế nào thì uh, trong cái vai trò là uh, nhân viên về uh, giúp trợ giúp gia đình về sức khỏe tâm thần đó thì lan khánh thấy đó uh, nó ảnh hưởng mỗi một cá nhân, mỗi một gia đình và mỗi một cái cộng đồng nó hơi có vẻ khác nhau, yeah. nó không có hoàn toàn giống nhau. Yeah. Cái lý do là, thí dụ giống như có những người à, bệnh về về tâm thần, mà họ những người này họ cần được ra ngoài giao tiếp, được à, đi tham dự những cái chương trình đoàn thể, đoàn nhóm, thì trong cái mùa dịch họ lại bị hạn chế. Yeah. họ không đi được hoặc là đâu có được tụ tập rồi tham gia những cái chương trình này nọ thì họ trở nên họ phải ở nhà nhiều hơn yeah. thì có đôi khi cái tinh thần nó căng hơn nó bức rứt hơn yeah. à, hoặc là có những người thì thích đi chơi đây đó rồi hoặc là tham gia khóa học thì bây giờ họ lại cũng không có cái điều kiện họ phải học qua mạng này kia thì nó nó trở thành khó khăn đối với họ yeah. và có thể là cái 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 mức độ bệnh nó nó trở nên nhiều hơn tại yeah. vì do người ta căng thẳng, cái... ừ. nó không có chỗ để giải tỏa. Thí dụ yeah. gì đi, ừ. rồi một trong cái lĩnh vực mà về à, sức khỏe phụ nữ Lan Khánh làm đó, ừ. thì Lan Khánh gọi là case worker ở Fairfield women Health Service có nghĩa là à, trung tâm giúp đỡ về sức khỏe phụ nữ ở vùng Fairfield của mình. Yeah. Thì Lan Khánh thấy để ý thấy là có vẻ là những cái cắn đắng trong gia đình hoặc là nói mạnh hơn chút nữa là bạo hành đó trong yeah. gia đình. Oh. Có cái đôi khi là à, nó nó có vẻ hơi tăng. Yeah. Cái lý do là bình thường thì mọi người đi học đi làm còn yeah. bây giờ con cái cũng ở nhà yeah. à, cha mẹ có khi mất việc yeah. mà khi mà cái người mà bị mất việc rồi bị kinh tế nó cái nó ảnh hưởng đó yeah. thì người ta sẽ rất là bức xúc yeah. và khi mà bức xúc đó thì đôi khi một chuyện nhỏ người ta cũng có thể <laughs> phải không không có kiềm chế được bạ vội yeah. với nhau cho nên rồi con cái nó ở nhà nhiều khi nó yeah. lại có những cái nó làm cho mình khó chịu nữa yeah. thế là nhiều khi gia đình có những cái nó những cái uh, gọi là cái gì Uh, xung đột hoặc là ừ. có khi thì cũng có bạo hành, yeah. cho nên là mình thấy những cái vấn đề đó nó cũng có tăng với uh, hồi nãy có một điều nữa Lan Khánh chưa nói là Lan Khánh có một cái trường hợp mà không phải là một trường hợp mà có nhiều trường hợp nhưng yeah. mà Lan Khánh nói một cái trường hợp cụ thể thôi yeah. là có cái người này bình thường thì cũng có một chút đồng cảm yeah. nhưng bây giờ là vì cái uh, vì cái dịch này á, yeah. cổ sợ quá, ngày nào cũng mở tivi lên coi và yeah. thấy bên Mỹ chết bao nhiêu ngàn oh, người, yeah. thì cổ sợ quá mà cổ cũng có thân nhân ở bên Mỹ nữa, yeah. thế là cổ khóc ngày khóc đêm, yeah. mà cổ cứ tưởng đi một người mà đã có một chút trầm cảm đi, mà cứ sợ hãi mà khóc ngày khóc đêm đó, yeah. thì bao nhiêu cái bệnh nó đổ ra, yeah. cho nên cuối cùng là cổ là rất là nhiều cái thân bệnh nữa, yeah. chứ không có phải chỉ vấn đề yeah. là cái tâm, tâm bệnh thôi bình, yeah. à, mà cái tâm bệnh nó tệ hơn và đồng thời thân bệnh nữa rồi nó nó xuống dốc rất là nhiều và nó ảnh hưởng tới gia đình yeah. tại vì người mẹ thì người con bị ảnh hưởng nữa yeah. cho nên nói chung là nó ảnh hưởng rất là nhiều yeah. tuy nhiên à, nó cũng có những cái điểm mà mình có thể nói sao là yeah. nó cũng có những cái mình nói thường thường là mình à, mình tập trung cái khía cạnh xấu đúng rồi mình nói là cái khía cạnh nó không tốt yeah. nhưng mà thật ra nó cũng có một số cái trường hợp nó trở nên tốt hơn là chẳng hạn như bây giờ à người ta phải vào cái hoàn cảnh thấy kẹt là phải học cái cách nào đó để mà xài những cái à, à, kỹ thuật mới yeah. chẳng hạn như là zoom hả yeah. à, bây giờ có những người hồi trước không biết xài điện thoại yeah. nhiều mà bây giờ phải học để mà xài zoom để lên đó để hoặc kêu bằng cái gì để được tham gia những cái chương trình hỗ trợ yeah. rồi là phải tập thể dục uh, yoga qua zoom yeah. chẳng hạn yeah. cho nên nó cũng có một vài cái điều tốt cái... chứ không phải là không yeah. sẵn cơ hội ở nhà để mình có dịp để mà mình nâng cao kiến thức của mình về uh, computer về giống ừ. như bà xã của Lê Vũ vậy. trước giờ rất là ít xài computer nhưng mà tới cái mùa đại dịch này công ty bắt phần là phải làm việc tại nhà ừ. làm ừ. việc online thì bắt đầu từ đó phải tập tành học để dùng cách dùng rồi biết cách để mà tự làm livestream hay là zoom hay là những cái forum khác để mà có thể làm việc online tại nhà được thì ừ. bây giờ bà xã có ước vọng là sau khi cái đại dịch này mà nó nó hết rồi đó cũng xin công ty là cho anh từng cho làm việc online <laughs> tại nhà hai ngày để khỏi mất công đến công ty ừ. thì như chị lan khánh nói rất là đúng cho nên Lê Vũ hiểu nghe ý chị Lan Khánh là bởi vì chính Lê Vũ cũng gặp những bác vào cái văn phòng của Lê Vũ để um, khám thính giác đó mấy bác than nhất là mới ngày hôm qua hôm kia có những bác ngồi đó khóc sướt mướt cả 10 phút luôn á tại ừ. vì gia đình của bác là người Đà Nẵng ừ. mà bác nghe tin ở Đà Nẵng bây giờ cũng bắt đầu là có nhiều ca bệnh và ca nhiều ca tử vong ở đó thì bác rất là lo ừ. cho nên rất là trong cái mùa này thì những chuyên viên mà về sức khỏe tâm thần như chị lan khánh đây chắc giúp rất là nhiều người cần phải làm việc thêm ngày để giúp nhiều người nữa phải không chị lan khánh thì nói Đúng đến rồi. cái giúp thì vũ trở lại cái câu hỏi đầu tiên hồi nãy đó ừ. thì trong cái tình huống như vậy cái đại dịch như vậy đó ừ. thì với vai trò của người dược sĩ thì là bên ngành dược hay là những người dược sĩ giúp như thế nào cho ừ. cộng đồng cho, ừ. trong cho cái cộng đồng này chúng ta không? Yeah, ừ. cho tất cả chúng ta ừ. thank you cảm ơn lê vũ thì uh, nói chung uh, cái vai trò tránh của dược sĩ uh, là về thuốc men ừ. hơn tư vấn về uh, về uh, cái cách sử dụng thuốc thế nào cho an toàn dạ. và đồng thời là uh, tư vấn về những cái cách điều trị của những cái bệnh mà tương đối là nó nó không phức tạp đó dạ. uh, những cái mà đau bụng sổ mũi nhức đầu những cái đơn giản đó Đau mà họng uh, đau, đau đó. thì thường thường là những cái điều này uh, là uh, dược sĩ có thể uh, khách hàng có thể gặp trực tiếp dược sĩ để mà họ à, được tư vấn và họ giới, cho giới thiệu thuốc men cũng như là có những thuốc men không cũng không đủ mà có khi là phải à, bên cạnh nó còn những phương pháp không dùng thuốc yeah. tức là trị liệu dùng thuốc và trị liệu không dùng thuốc yeah. à, tuy nhiên á, là bởi vì do cái mùa dịch này cho nên có những cái bệnh á, là họ vừa hơi hơi sổ mũi ho thì mình đã nghi covid rồi yeah. cho nên đó, họ đâu có dám đi vào gặp dược sĩ nữa yeah. cho nên nó cũng nó hơi có vẻ nó hơi khác một chút xíu yeah. tuy nhiên mình nên nhớ là mình có thể gọi điện thoại cho dược sĩ yeah. quý vị có thể gọi điện thoại cho dược sĩ cái, cái tiệm nào mà mình thường đi thì mình yeah. có thể mình gọi tại vì có thể là người quen mình nó dễ nói chuyện hơn yeah. còn nhưng mà không nhất thiết tại vì cái quyền lợi của mình là à, mình có thể gọi cho bất cứ cái tiệm khác Thí dụ bây giờ mình lỡ mua thuốc tiệm này mà hôm nay nó đóng cửa yeah. mà cái tiệm khác nó mở cửa mình cũng có thể có quyền gọi cho dược sĩ ở cái tiệm mở cửa đó chẳng hạn yeah. để mình xin gặp dược sĩ và mình xin hỏi ở à, tại sao tôi uống cái thuốc này mà nó giờ tôi cảm thấy như vậy rồi sao sao thí dụ mình có quyền hỏi quý vị nha. Yeah. Rồi um, nếu một dược sĩ mà không có giải thích thỏa đáng cho mình, mình có thể hỏi một dược sĩ khác chứ yeah. không có phải mình chỉ có hoặc là mình có thể lấy hai ba ý kiến yeah. ha thì cái vấn đề mà tư vấn về về à, thông tin về về thuốc Và cách sử dụng thuốc an toàn là đương nhiên quý vị nên hỏi dược sĩ và cái câu này tại sao Lan Khánh nhắc lại hai lần là bởi vì bây giờ có một cái sự à, kêu à, bằng truyền bá truyền đạt thông tin ở bên ngoài đó yeah. tức là người này nhiều khi hỏi người kia hoặc là nói là uống cái thuốc này nha uống cái thuốc này là nó sẽ giúp là chống covid đó <laughs> hoặc là bệnh uống cái này là nó hết liền yeah. thì lan khánh được người bà con á chuyển cái tin hỏi là có phải không vậy nghe nói cái này uống là mình nói là phải hiểu cho nó đúng tại yeah. vì nếu không á thì mình một là cái thông tin nó sai lệch yeah. mà mình tiếp tục mình chuyển đi nữa thì nhiều người nhận được những cái yeah. thông tin sai lệch cho nên nếu quý vị không chắc thì cứ hỏi dược sĩ đi yeah. mà mình đừng có tự động mà mình chuyển đi vòng 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 rồi có khi là nhiều người yeah, lấy bó bó cái thông tin so lệch tại vì những cái thuốc mà họ hỏi lăng khánh đó thì thật ra nó chỉ là nó gọi là để tăng sức đề kháng cơ thể mà thôi yeah. thì nó cũng có thể giúp giúp trong cái trường hợp là nó làm cho cái cơ thể mình có thể là mạnh khỏe lên một chút yeah. à, tăng cái đề kháng lên thì mình những cái bệnh nhỏ nhỏ nó có thể nó nó khó để mà nó 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 sinh khởi yeah. thì lãng Khánh nghĩ cái đó là cái điều quan trọng nhất và cái thứ hai nữa nếu mà mình mình rơi vào cái trường hợp là mình sợ thuốc bị hết hàng giống như lúc nãy đó yeah. mình cũng có thể hỏi thăm dược sĩ để người ta tư vấn mình nó cụ thể hơn là có phải là người ta làm không kịp thuốc để bán rồi này kia hay không rồi mình sợ rồi mình bệnh nữa chừng hết thuốc yeah. thì dược sĩ có thể giải thích tại vì tại vì giờ người dân đến mua dược sĩ nó ờ, không được bán nữa hoặc là có khi á quý vị lên trên kệ á yeah. là trống không nhìn thấy một hộp canada nào à. thì quý vị rất là sợ yeah. thì nó chết rồi người ta mua hết rồi thì thật ra không phải tại vì dược sĩ được lệnh là đem ra đằng sau hết á yeah. cất ở phía sau tại sao tại vì tránh những cái trường hợp người ta thấy nhiều rồi người ta một người là giống như cũng đi vô mua hộp rồi trở ra vô mua hộp có khi mình nói mình bán hộp thôi yeah. nhưng mà họ hoặc họ nhiều người đi yeah. vào thì nó hết cho nên mình phải đem dấu mới sao yeah. nói đem dấu thì nó cũng kỳ nhưng mà sự thật là như vậy rồi quý vị vào dược sĩ phải hỏi nó đúng người đúng bệnh đúng này kia yeah. thì dược sĩ mới bán nó mới nó có cái giới hạn yeah. à, cho nên đó là những điều mà quý vị có thể à, hỏi và dược sĩ có thể giúp quý vị yeah. đúng vậy thưa quý vị như chị lan khánh vừa nói thì lê vũ nhớ đến cái chuyện mà những cái tin nhắn bây giờ, bây giờ bởi vì ai cũng có những cái điện thoại cầm tay iPhone đồ này ừ. kia cho nên đón nhận được rất là nhiều thông tin những cái tin nhắn như là tối nay 11 giờ sẽ có sáu chiếc máy bay trực thăng <laughs> rải uh, thuốc uh, sát trùng. trùng xuống <laughs> nếu mà quý vị nào mà quên đóng cửa sổ thì có thể cái chất thuốc đó nó bay vào cửa sổ làm cho quý vị có thể hít vào bệnh ung thư hay cái gì thì cái đó như vậy đó mà ngày hôm sau cũng có nhiều người hoang mang lo là ờ, tôi đọc cái tin này trễ quá cho nên tôi quên rồi tối hôm qua tôi không có đóng cửa sổ như vậy là trong cơ thể tôi chắc đã hít những cái chất thuốc đó rồi hoặc là có những người nhắn những cái tin như là uống thuốc uh, trị sốt rét rồi đó <cười> sẽ <cười> điều trị được uh, để ngừa hay là điều trị được cái bệnh covid này thì những cái tin đó lại lan tỏ khắp nơi gửi cho nên trong nhất là trong cái thời điểm này trước khi chúng ta gửi cái tin gì đi cho những người thân của chúng ta chúng ta nên kiểm chứng cho thật kỹ bởi vì chúng ta chỉ gửi thôi chúng ta nghĩ là cái gửi của chúng ta là giúp cho họ nhưng mà vô tình lại làm cho họ lo thêm hoặc là họ thực hiện không đúng thì ảnh hưởng đến sức khỏe của họ nữa phải không chị Lan Khánh? Đúng rồi. Đúng rồi. À. Thì nếu mà như vậy thì chị lan khánh có lời khuyên nào đến tất cả mọi người là ừ. chúng ta cần làm gì quan trọng nhất để cho ừ. cuộc sống của chúng ta được uh, ừ. đời sống và sức khỏe được tốt trong uh, cái trận đại dịch này à, thì Lan Khánh sẽ sẽ nói cái đó nhưng yeah. mà cho phép Lan Khánh nói cái này có yeah. lẽ là lúc nãy Lan Khánh nói nó không có được rõ yeah. là như vậy Lan Khánh cảm giác được là trong cả ba công việc của Lan Khánh thì Lan Khánh cảm giác được là cái cái sự ảnh hưởng của Covid á nó lên trên à, mỗi người cũng như là cộng đồng gia đình và cộng đồng là nó ở hai cái cái khía cạnh rất là, là là rõ là hai khía cạnh chứ không phải là một một là ở khía cạnh về về thể chất Yeah. Thể thay chất có nghĩa là những cái uh, những cái nó dẫn đến những cái bệnh trên thân ví dụ yeah. gì đấy ha cái thứ hai nữa là về tinh thần yeah. ừ. thì về tinh thần lúc nãy mình có nói là gây nên cái sợ hãi hoang mang yeah. và chính vì cái sợ hãi và hoang mang đó làm cho người ta uh, bị ảnh hưởng về về sức khỏe về về thân sức yeah. khỏe về tâm yeah. nó mà nó bị lung lay nó, yeah. nó bị chấn động tới thân. thì nó ảnh hưởng tới thân yeah. tại vì hai cái, cái yếu tố này nó luôn luôn cùng đi cùng với nhau yeah. giống như nãy lan khánh nói cái cô đó mà cũng bị khi mà sợ quá như vậy đó yeah. thì cuối cùng cổ cô cũng đổ ra là bao nhiêu chứng bệnh, chứng bệnh trong yeah. đó ừ. thì à, chính vì vậy mà khi mà mà nói tới là lời khuyên Yeah. thì Lan Khanh nghĩ là nó phải cũng có hai cái lĩnh vực. Có yeah. nghĩa là mình phải chú trọng vừa sức khỏe à, thể chất của mình tại vì đa số mọi người sẽ nghĩ là Ôi tôi uống cái này nha, tôi xong một ngày bao nhiêu xả bao nhiêu tỏi yeah. và uống bao nhiêu nước gừng yeah. à, rồi tôi phải à, rửa mũi, rồi tôi phải à, xúc cổ họng với nước muối hoặc là những cái chất sát trùng chẳng hạn như betadine, rồi à, rửa xoan thí dụ gì đi, rồi uống nước nóng. Tất cả những cái điều đó quý vị làm được thì tốt chứ không có phải là không tốt yeah. nhưng mà mình đừng nghĩ là uh, mình làm như vậy là là mình đủ rồi mình không yeah. cần phải dùng uh, gặp bác sĩ thí dụ vậy yeah. thì cái vấn đề mà lo về cái sức khỏe về thân là quan trọng yeah. và quý vị tiếp tục làm những cái điều quý vị cũng đã nghe được nhiều rồi Là cách nghĩ không có cần mình phải ngồi đây mình nhắc lại là yeah. nên làm cái gì đúng không yeah. tại vì các bác sĩ cũng đã nói rồi yeah. và bây giờ quý vị đọc thông tin khắp nơi đúng không nhưng mà bên cạnh những cái điều đó thì mình cũng phải à uh, uh, cộng thêm là thể dục điều đặn này kia tại vì có khi mình ở nhà rồi mình không có đủ hoạt động vận động đó thì yeah. có khi nó cũng làm cho cái sức khỏe thân của mình nó nó nó, nó đi xuống yeah. ha. Rồi à uh, bên cạnh đó thì về sức khỏe tinh thần nó yeah. cũng rất là quan trọng bởi vì bởi vì nãy mình nói rồi đúng không? Yeah. Ừ nếu mà cái tinh thần của mình mà nó không mình sợ hãi, quan mang thì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó cũng bị yếu yeah. Và khi nó yếu đó thì đương nhiên là quý vị biết cái chuyện gì xảy ra rồi yeah. Là bao nhiêu bệnh tật nó nhỏ nhỏ thôi nó cũng trồi lên nữa rồi, ừ. yeah. Cho nên đó là một, chắc là nói là một cái đề tài rất là sâu mà mình phải nói một buổi khác Chứ mình yeah. không thể nói hết hôm nay được Đúng ha rồi thì, yeah. ừ. Còn Lê Vũ hỏi là có cái lời khuyên nào cho bà con trong cộng đồng à, Nhất là trong cái mùa dịch này yeah. Thì Lan Khánh nghĩ như vậy À, cái lời khuyên này là tổng hợp từ à. cả ba cái vai trò lan khánh làm nhé yeah. à. đó là dược sĩ nè <cười> <cười> à, sức khỏe tâm thần và sức khỏe phụ nữ rồi. Yeah. cả ba uhm. thì um, một á, là quý vị nên uh, bình tĩnh trước tiên là phải bình tĩnh, bình tĩnh <laughs> yeah. khoan nó nói gì hết mà yeah. phải bình tĩnh cái đã tại yeah. vì khi mà mình hoảng sợ đó thì uh, nó chỉ có hại nó không có lợi gì hết đó. Yeah. mà mình thấy rõ ràng rồi nếu mà mình một người mà bình tĩnh dù mình ở trong cái cái chuyện gì chứ không phải nói trong cái chuyện đại dịch này đúng không yeah. thì khi mà mình có cái bình tĩnh á, thì mình xử lý tình huống tốt hơn yeah. và cái cơ hội để mình vượt qua những cái khó khăn nó cũng cũng tốt hơn yeah. và đồng thời á, là à, thậm chí mà nói lỡ có tai nạn gì mà mình bình tĩnh thì cái cơ hội sống còn nó cũng lại yeah. nó cũng lại nhiều hơn nữa đúng không ừ. rồi à, cái thứ hai nữa là phải nên có cái hiểu biết đúng tại vì mình hiểu biết sai chính vì cái hiểu biết sai làm cho mình sợ hãi yeah. và khi mà mình sợ hãi rồi thì nhiều khi dẫn đến những cái quyết định sai sai thêm kế yeah. tiếp nữa à, hoặc là mình lại đi um, làm đại khái là mình có những quyết định sai rồi mình sẽ đi đến một cái cái kết quả nó không có được tốt đẹp nhá yeah. um, rồi cái nữa lan khánh nghĩ là mọi người nên mình nhìn vào cái khía cạnh tốt thì thật ra mà nói trong bất cứ một cái gì trong đời sống hàng ngày công ăn việc làm à, đời sống gia đình à, đời sống xã hội công ăn việc làm con mọi thứ ha yeah. à, thì nó đều có hai mặt cả ha. nó có mặt có những lúc nó có những cái điểm tốt và nó cũng có những điểm xấu nó không có cái gì mà tròn trịa hết được yeah. thì bây giờ trong cái đại dịch này đương nhiên cái điều hại của nó là mình thấy nó rất là nguy hiểm yeah. và nó có thể gây chết người nhưng mà nó cũng bên cạnh đó nếu mà mình nhìn những khía cạnh tốt hơn thì nó cũng Lan yeah. khánh thấy có nhiều người gửi những cái bài viết nó rất là nó rất là ý nghĩa chẳng hạn như đây là cái 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 cơ hội để mà mọi người gần gũi nhau hơn chăm yeah. sóc cho nhau nhiều hơn tại yeah. vì do không có việc ở nhà yeah. hoặc là con không phải đi học à rồi là cái cơ hội mà làm những điều trước giờ mình quá bận rộn mình không làm được chẳng hạn thì nếu mà mình nhìn những cái khía cạnh tốt thì tự nhiên nó sẽ không có đến nỗi nào yeah. thì mình sẽ bớt sợ hãi tại ông bà mình cũng nói mà trong rủi nó có mai yeah. đúng không và uh, không phải cái nào rủi là cũng là rủi yeah. à, mà thật ra lan khánh lăng khánh cũng kể rất là nhiều cho rất là nhiều người khách hàng nghe là, là lan khánh chứng thật là những cái điều đó là chẳng hạn có một lần là lan khánh gặp một cái điều mà mà ai cũng nghĩ là rất là xui xẻo nhưng mà cuối cùng nó lại là mai <laughs> <laughs> là yeah. thật nghe nói nó mắc yeah. cười có một lần là lúc Lan Khánh còn đi học đó, là làm ở nhà chính phủ mà yeah. mình muốn xin đó, đổi cái nhà lớn hơn ở yeah. cái gần xe lửa tốt hơn yeah. mà hao sinh họ đâu có đổi cho mình yeah. đúng không không có ừ. lý do chính đáng yeah. thế là cái đêm kia Lan Khánh bị cái à, người tây kia tấn công à. À, và chọi đá vào bánh nhà hết yeah. thì cái đó là cái rủi đúng không yeah. nhưng mà nó lại là mai bởi vì ngày hôm sau mình gọi cảnh sát ngày hôm sau mình ra housing nó đổi liền ở chỗ. <cười> <cười> cho nên yeah. đôi khi rủi chưa chắc là rủi uh. nhưng mà mình mình nhìn nó ở cái khía cạnh tốt thì nó yeah. vẫn có cái để mà mình có thể mình cảm thấy để mình có thể vui vẻ với yeah. cái hoàn cảnh hiện tại của mình yeah. à, cái điểm kế nữa là đây là một cái cơ hội để mà mình tận có thể là một cái cơ hội mình coi nó là một cái cơ hội yeah. để mình tận dụng để mình có thể là học những cái kỹ năng mới giống yeah. như nãy mình nói đó, giống yeah. như bà xã Lê Vũ à, và thậm chí Lan Khánh nữa là yeah. phải học cách xài zoom yeah. à, hoặc là những cái khác nữa trên hiện tại bây giờ mà mà nó rất là hữu dụng yeah. à, và qua đó thì mình mới có thể có những cái nối kết yeah. à, hoặc là trong công ăn việc làm hoặc yeah. là với gia đình rồi cái kế nữa đó là à, cơ hội thì có thể đây là cái lúc mà mình mình nói chuyện với người thân của mình ở Việt Nam chẳng hạn trước yeah. giờ mình bỏ bê cho mình bận rộn yeah, không? mình gọi điện thoại thường xuyên tâm hỏi hơn đúng rồi yeah. đúng rồi đó <laughs> cái kế nữa là à, học những cái kỹ năng mới giống ở yeah. à, Lãng Khánh nói rồi yeah. hoặc là thậm chí bây giờ có nhiều người mất việc thì người ta lại đăng ký để học những cái khóa học để người yeah. ta có thêm những cái kỹ năng để sau này cái kiến người ta có nhiều kinh nghiệm và nhiều cái kỹ năng để người ta xin được nhiều cái việc khác hơn yeah. ừ. và lan khánh nói nhiều quá <laughs> thì đó, nó nó cất rối rất là nhiều và còn một điểm nữa lan khánh nghĩ là nếu quý vị không tự làm được những cái điều đó yeah. bản thân mình tự nhiên không làm được thì mình có thể nhờ cộng đồng giúp đỡ yeah. ừ, có rất là nhiều cộng đồng quý vị nếu quý vị không biết cộng đồng nào á, thì yeah. liên lạc với lan khánh lê vũ hoặc yeah. là đài thì yeah. quý vị sẽ có thể tìm được những cái dịch vụ mà nói tiếng việt để giúp đỡ mình để nối kết mình với những dịch vụ giúp đỡ cho mình yeah. ừ thưa quý vị thì chị Lan Khánh có thể đưa những cái thí dụ nào mà chúng ta có thể tìm được sự giúp đỡ trong cái mùa đại dịch này thí à, dụ như cái Lan Khánh cho một vài thí dụ một hai thôi nhé yeah. một là chẳng hạn cơ quan của Lan Khánh trước yeah. tiên là à. cơ quan Wando Mental Health là Lan Khánh làm yeah. thì Lan Khánh nói về vấn đề sức khỏe tâm thần yeah. à, sức khỏe phụ nữ à, là uh, Fairfield Women's Health Service. Yeah. và cái nữa đó là cái cơ quan cũng khá là nổi tiếng đó là VAWA à, tắc, v -A, yeah, yeah. W -A, ừ. là cái dịch vụ mà chuyên về lo an sinh xã hội yeah. à, cho cộng đồng yeah. ừ. Thưa quý vị, nói về đề tài COVID này thì chắc chắn còn rất là nhiều điều để muốn thưa đến quý vị Thí dụ như là dược sĩ nghĩ gì và giúp được gì, những lời khuyên gì cho chúng ta trong cái trận đại dịch này à, Y sĩ nhãn khoa giúp được gì, vật lý trị liệu giúp được gì Bác sĩ chụp quan tiếng nhân dân dân mỗi khía cạnh giúp được gì thì lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng mời những cái vị chuyên gia này chuyên nghiệp này về y tế đến để thưa chuyện đến quý vị thưa chị Lan Khánh thì trước khi chúng ta khép lại buổi nói chuyện hôm nay chị có điều gì gửi đến khán giả đang xem chương trình ạ à, Lan Khánh nói nãy giờ cũng khá là nhiều điểm chị... thì Lan Khánh nghĩ là à, uh, liên lạc nếu mà quý vị chưa có rõ thì quý vị xin liên lạc với lăng khánh lê vũ hoặc là việt face tv ha yeah. rồi mình sẽ nối kết quý vị với những cái nơi nào đó nó cần thiết hơn và quý vị có thể là học hỏi trực tuyến chẳng hạn nếu mà mình không có được tận mặt mình có thể gặp học hỏi trực tuyến tại vì nhiều khi nghe một lần nó chưa đủ yeah. <laughs> phải nghe đi nghe lại thôi yeah. yeah. vậy thì kết thúc đây yeah. thưa quý vị thì uh, tất cả chúng ta đều nhớ rất là nhiều điều nhưng mà ba điều mà chúng ta cố gắng thực hiện được đó là đi đến đâu bất cứ văn phòng nào chúng ta cũng cố gắng rửa tay và rồi giữ khoảng cách ít nhất là 1.5 m hoặc là nếu chúng ta thấy ho ho chút xíu hoặc là thấy trong phòng đó có người nào ho ho sổ mũi chút xíu chúng ta cố gắng đeo mask vô à, à, Cảm ơn chị Lan Khánh rất là nhiều đã dành thời gian đến với việc Face TV trong tiết mục Sức Khỏe và Đời Sống hôm nay Ừ, Lan Khánh cảm ơn Lê Vũ Và cảm ơn sự chú ý, quan tâm, theo dõi Chương trình của toàn thể Quý khán giả Rất mong gặp lại dược sĩ Lan Khánh Trong những chương trình kế tiếp Thưa quý vị Buổi nói chuyện hôm nay của Lê Vũ và dược sĩ Lan Khánh Chỉ mang tính chất thông tin tổng quát Chứ không mang tính chất chẩn đoán và điều trị lâm sàng Mỗi chúng ta đều có từng trường hợp cá biệt Nếu quý vị cần biết rõ hơn Thì quý vị hãy trực tiếp đến gặp Bác sĩ gia đình của quý vị à, Đến đây thì diệp sĩ lan khánh và lê vũ à, kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sức khỏe và đời sống kế tiếp trân trọng kính chào. À.